Vâng, em test bàn giao cái con giải mã Onkyo 7 Quick DV này cho anh khách đã đặt hàng của bên em cái con máy này chưa? Cái con 7 Quick DV này thì là có anh khách anh thì số đuôi điện thoại ở đây là số đuôi điện thoại ở đây là này. Có số đuôi điện thoại là đi 3022 đặt hàng nhé. Vâng. 3022. Đấy. Thì ở đây con 7 Quick DV đây nhá. Con này thì nó về nó hiện tại là si nó đang có cái đọc có cái không thì bên em bán coi như là không CD. Đấy. Cho các anh về không cần CD nhá. Hàng bãi thì nói chung là trên vỏ máy nó sẽ có một ít các cái vết xước sát nhất định. Nó không thể làm như hàng mới được. Thì cái đấy là cái điều chắc là anh nào cũng biết rồi, đúng không ạ? Đấy thì ở đây là em test chức năng công suất của nó này và chức năng đường quang, chức năng cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhá. Đấy. Thì máy tính sẽ có hai kiểu cắm, một kiểu là cắm tai phone bình thường như kia và một kiểu cắm là cắm bằng sao cạc thì nó khác nhá. Còn bình thường là mình hay cắm bằng cắm tai nghe kia rồi. Thì hiện tại em đang test là test chức năng phát nhạc từ máy tính điện thoại ra này. Thì em đang kết nối dây 3.5 ra hai đầu AV vào đường nai-in ở trên cùng đây. Và em đang để đầu vào là đường nai-in này. Thì các anh thấy là tiếng đang ra bình thường nhá. Đây. Đây là có hai chế độ nghe theater với cả chế độ stereo nha, thì anh để sang chế độ stereo cho em nha. Đây. Hai bên này đều có tiếng này. Ok nha. Bây giờ em sẽ test đường quang này. Đây. Thì các anh ấn input ở đây và chuyển sang đường digital là được này. Đấy. Mình còn nhớ thương
đấy, con này là chạy ok này. Ở đây thì còn cái series của máy nhá, đây. Đây. Máy sản xuất 2004 và series 4 số cuối là 6456 anh nhá. Đấy. Ok. Đấy. Đấy. Thì con này đấy, đường quang chạy và đường điện thoại vẫn chạy công suất vẫn ra bình thường nha anh nhá. Đấy thì là giá con này của nó, nếu anh nào đang cần hỏi thì con này là không CD này, này giá của nó là bình thường nếu CD đọc là 1.500.000. Đấy, con này không đọc CD thì giá của nó là 1.090.000. Đấy thì đã thuộc về anh khách có số đuôi 3022 rồi. Đấy các anh nhá. Ok, em xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở trong những cái video tiếp theo của bên em. Đấy, anh nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, vâng. Con khác chứ không phải con này các anh nhá. Con này thì em bán rồi. Vâng.